Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, quý vị đã nghe Thảo Yên tường trình chi tiết thêm về những diễn biến liên quan đến vụ nổ súng ở Michigan với Ethan Crumley. Đây là hình ảnh khi Ethan xuất hiện ở phiên tòa với sự hiện diện của bố mẹ qua Zoom để ngồi nghe phiên tòa này. Trong phần tường trình quý vị đã nghe là công tố viên hiện nay đang xét tới việc là truy tố luôn bố mẹ của Ethan về tội liên đới chịu trách nhiệm cho con sử dụng súng của mình mà không khóa kỹ. Bản tin ghi nhận vào ngày hôm nay họ cho biết thêm là ông bố ông nói tôi chờ đến Black Friday để tôi mua cây súng này thưa quý vị. Và ông đã chờ khi cây súng được giảm giá mua về. Chắc có lẽ lúc mà chở đi Black Friday đi mua đó là có chở Ethan đi theo. Và hay là mua về rồi mới khoe cho Ethan biết. Thì Ethan thấy được bố mua súng thì mừng quá, bởi vì đã lên kế hoạch để nổ súng giết bạn của mình. Thì giờ đây đó là cái diễn biến câu chuyện. Với những cái kinh nghiệm của những bố mẹ này thì không biết được tại sao Ethan có về tâm sự với bố mẹ hoặc là có theo dõi, giám sát con của mình ở tại nhà trường hay không. Và một điểm đáng chú ý khác hẳn với những vụ nổ súng trước đây là nhà trường không hay biết gì, bạn bè không hay biết gì. Đằng này thưa quý vị, nhà trường đã có các cuộc gặp gỡ với bố mẹ và đã thảo luận cũng như những người bạn của Ethan, của những người trong lớp bày tỏ cái mối quan ngại về cái hành vi của Ethan khi vào trường. Đã gặp gỡ, nói chuyện, nhưng mà bởi vì bố mẹ thực sự cũng không bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ ra tay giết bạn học cả. Cho nên nghe trường học gọi tới thì họ cũng ngạc nhiên, thì đến họp với trường. Nhưng mà rồi thì trường nói rằng là tôi mong rằng anh chị về nhà quan tâm hơn để theo dõi xem coi Ethan có những cái vấn đề gì ở trường hay không. Chứ còn bây giờ khi mà vào trường rồi em có những cái hành vi chúng tôi lo sợ là có thể xảy ra một cái điều gì đó không may. Thì đúng chỉ một ít phút sau đó thì vụ xả súng xảy ra. Cuộc điều tra hiện nay đang tiếp diễn để xem thực sự, bởi vì tin tức ngay cả sáng hôm nay đó, các người tường trình họ cũng nói rằng họ không rõ là trong suốt thời gian qua anh của em có 15 tuổi thôi thưa quý vị, thì không biết được lúc đi học bị ăn hiếp nhiều hay không, hoặc là ở nhà có bị ngược đãi, có lên trên mạng để mà học nghĩa là giết người hay là bị ảnh hưởng từ những cái vấn đề gì mà tại sao có thể cầm súng vào trong trường giết học sinh đến như thế được. Chúng tôi có thêm các chi tiết này sẽ gửi thêm các quý vị tường trình. Quay sang các bản tin liên quan đến Omicron, ngày hôm nay có thêm một bệnh nhân thứ nhì. Bệnh nhân đầu tiên đến từ San Francisco và đáp chuyến bay xuống phi trường San Francisco vào ngày 22 tháng 11 vừa qua. Với những diễn biến trong 2 năm qua thì cái tiến trình mà giám sát dịch bệnh hiện nay có thể nói rằng vô cùng chính xác thưa quý vị. Bởi vì chúng ta còn nhớ đó, cái thời gian đầu khi mà COVID xảy ra đó, thì các giới chức y tế đã họ cần muốn biết cái bệnh nhân COVID đầu tiên đến từ đâu, rồi đáp xuống phi trường nào. Thì nhờ những cái tiến trình giám sát theo dõi đó
Cũng như cơ quan CDC ngày hôm qua, họ cho biết họ thu thập toàn bộ các dữ kiện từ những hành khách đến từ các quốc gia phi châu, và lẽ đương nhiên trong đó có Nam Phi. Tin tức từ ngày hôm qua thì ông Gavin Newsom, thống đốc California, trong cuộc họp báo đã tiết lộ thêm các chi tiết, và cơ quan y tế của San Francisco sau khi họ hay tin về Omicron xuất hiện đó, họ đã ngay lập tức kiểm tra những hành khách đến từ Nam Phi. Điểm đáng chú ý là chính người hành khách này đã khai với cơ quan y tế về tình trạng bệnh của họ. Không biết được đây là người gốc Phi Châu hay là người đi thăm Nam Phi trở về. Tuổi tác thì ông Gavin Newsom chỉ nói rằng trong độ tuổi từ 18 tới 40, nghĩa là họ cũng không muốn tiết lộ thêm chi tiết về bệnh nhân. Nhưng mà ông này khi mà đáp xuống phi trường San Francisco không có bệnh, thưa quý vị. Mãi 2 ngày sau ông mới cảm giác có hơi mệt mỏi. Thì ngay lập tức ông đi xét nghiệm, bởi vì cũng có những cái triệu chứng liên quan đến COVID. Ông đi xét nghiệm thì lúc đó mới biết được là positive. Thì ông biết là positive COVID nhưng mà không biết có phải là Omicron hay không. Thì sau đó cơ quan y tế San Francisco mới lấy được cái mẫu xét nghiệm và họ đã xác nhận. Ngay lập tức họ báo cáo với cơ quan CDC. Thì đó là trường hợp đầu tiên ở San Francisco. Sáng ngày hôm nay thì cơ quan y tế Minnesota cũng báo cho biết họ đã xác nhận được có trường hợp lây nhiễm Omicron lần thứ hai. Tức là ở tại Mỹ này, trong thời gian tới người ta tin tưởng là sẽ có thêm những cái vụ nhiễm bệnh khác, bởi vì trước khi mà Nam Phi báo cáo nhiều trường hợp Omicron diễn ra thì các chuyến bay từ Nam Phi, từ các quốc gia Phi Châu đã lên xuống khá nhiều ở phi trường Hoa Kỳ này. Trên khắp thế giới, thưa quý khán thính giả, tới giờ phút này họ cho biết khoảng 23 quốc gia đã xác nhận là mỗi quốc gia đều có Omicron, và họ tiếp tục giám sát tình trạng này. Tuy nhiên, lệnh tạm thời đóng cửa phi trường đối với 8 quốc gia Phi Châu, Tổng thống Joe Biden ra thêm các quy định, các sắc lệnh mới để kiểm tra thêm, và với nỗ lực tránh xảy ra một cái đợt bùng phát dịch bệnh mới khi nước Mỹ bước vào mùa đông. Và thưa quý vị, công tố viên ở tại Arizona cho biết là họ đang mở một cuộc điều tra và xem xét là có truy tố một người bây giờ đã trở thành cựu cảnh sát ở đây rồi, sau khi mà ông cảnh sát này đó nổ súng bắn chết một người đàn ông ngồi ở trên xe lăn đó đến 9 lần khiến cho ông này bị thiệt mạng. Thì cái chuyện xảy ra đó là ở tại Tucson, Arizona, ở ngay cái parking lot của Walmart với lại Lowe's, thưa quý vị. Thì theo như lời kể của nhân chứng là một nhân viên của Walmart, và cũng là theo như cái báo cáo từ phía hồ sơ cảnh sát cho biết đó, là tối ngày hôm đó trời chạng vạng tối khoảng 6 giờ chiều đó, ông Richard Lee Richards, đây là hình của ông ấy thưa quý vị, 61 tuổi, mặc dù là ông ngồi xe lăn, nhưng mà nhân viên của Walmart đó đã gọi báo cảnh sát là bởi vì ông Richards, ông đi vào trong Walmart, ông ngang nhiên ông lấy đồ ra mà ông không có trả tiền và cứ thế mà ông đi. Thì có lẽ theo đúng luật là những người nhân viên của Walmart không có quyền chặn họ lại, mà họ chỉ được gọi cảnh sát. Thì người nhân viên của Walmart đã gọi cảnh sát. Thì có hai người cảnh sát đã xuất hiện, thưa quý vị, đó là bà Stephanie Taylor và ông cảnh sát Ryan Remington. Chúng tôi không có hình ảnh chính diện của ông, nhưng mà đây là hình ảnh từ cái body camera của cô cảnh sát đồng nghiệp cho thấy đây là ông Remington đây, thưa quý vị. Thì theo lời của cái người nhân viên Walmart chứng kiến và kể cả cái cô cảnh sát đồng nghiệp đó, thì khi mà hai người cảnh sát yêu cầu cái ông Richards này ông ngừng lại, ông vẫn không ngừng, ông cứ tiếp tục đi, và ông còn móc một con dao ra, ổng đe dọa cảnh sát nữa, và ổng nói rằng ổng chỉ ngừng nếu như mà cảnh sát bắn chết ổng, và cứ thế và ổng tiếp tục ổng bấm cái xe lăn, ổng muốn đi vào trong Lowe's, thưa quý vị, và hai người cảnh sát đó cứ liên tục đi theo yêu cầu ổng ngừng lại.
Và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.